hai một vô nào. Nó đi đánh. Hello. Tánh mạc của cái hết tất cả nhá, để nhân tắt tắt ta. Thế ra đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Chấn thương cho Tiếu Diệp Khoa này. Ui vẫn chết, cậu đứng sau tớ mới đúng chứ. Tan bác boss lên này. Mọi người đam cái rìu này với mấy con quái. Tránh mạt ra. Thì nó Bấm xiên 1981.000 máu mẹ nó. cái rìu, nhưng mà giảm thương thả cửu hạng ra. Trời ơi chảy phân phối kìa. Tắt ra tí dục không? Còn còn một cái phẩm kìa, lậm lên. Mẹ dạ đang cái quạt. Còn một con thuẫn này. Còn một cái thuẫn kìa, bấm lậm nữa. Diệp Hoa phong mặt thiên tiểu quân là đám mây, Chu Hạo Thiên phong cuồng, nhị thằng là cái rìu, Đông Phương hỏa vũ phi phi, Mạch Ly Diễm là cái kiếm. Rồi chuẩn bị này về nào. Rồi cái kiếm chuẩn bị này. Kiếm dựng thuẫn nào. Cái kiếm tiếp này, cái kiếm chuẩn bị này. Rồi kiếm dựng thuẫn nào. Đằng cuối này. Rồi cái rìu này, rìu chuẩn bị, rìu dựng thuẫn nào. Ở, năm bốn. À, chuẩn bị về 3 điểm này. Về nào. Rồi cái rìu chuẩn bị này. Rìu dẫn thuẫn này. Rồi cái kiếm chuẩn bị này. Kiếm dẫn thuẫn này. Nhị thằng ơi, trên cái bảng, cái gàn bảng skill nó có hai cái QTE đấy. Dẫn thuẫn là skill đầu tiên nhé. Cái dựng thuẫn là bắn skill đầu tiên đấy. Rồi cái rìu chuẩn bị này. Rìu dựng thuẫn này. Wow, vũ khí xịn xà. Rồi.